Một bộ sạc tự bình sang điện thoại rất là đơn giản nha các bạn. Đây là toàn bộ các linh kiện để mình đã chuẩn bị sẵn rồi các bạn. Vì bình 12V, còn điện thoại thì chỉ sử dụng 5V thôi nha các bạn. Cho nên mình phải dùng con IC để nó giảm từ bình 12V xuống còn 5V nha các bạn. Và đây là con IC 7805 nha các bạn. Nó sẽ giảm từ 12V xuống còn 5V để sạc vào điện thoại. Con IC 7805 rất là thông dụng nha các bạn. Các bạn có thể mua mới chỉ có vài ngàn. Các bạn cũng có thể gỡ con 7805 trong mấy cái bo nguồn cũ các bạn. Ở đây mình gỡ con 7805 trong cái bo nguồn chảo các bạn. Ở bên nguồn ra đó các bạn. Nó sẽ ổn áp 5V. Hoặc các bạn gỡ trong mấy cái mạch TV cũ đó các bạn. Đó, như đây là con 7805 ở trong cái bo TV cũ. Bình này 12V nha các bạn. Còn đây là con IC ổn áp 5V. Này mình hạ từ 12V xuống 5V thì con IC nó sẽ rất là nóng nha các bạn. Nên mình phải dùng miếng nhôm để mình kẹp vào con IC cho nó giải nhiệt, cho nó đỡ nóng. Nếu các bạn có keo tản nhiệt thì các bạn sử dụng nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Còn nếu các bạn không có keo tản nhiệt thì các bạn ép sát và siết chặt con ốc cũng được nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ vặn con ốc vào cho nó giữ chặt con IC vào miếng nhôm. Và đây là con IC mình đã bắt chặt vào miếng nhôm rồi nè các bạn. Với con IC 7805 thì chân số 1 sẽ là điện vào 12V và chân số 2 sẽ là mát là trừ của bình nữa các bạn. Và chân số 3 sẽ là ra 5V. Và bây giờ mình sẽ hàn dây kẹp bình vào nha các bạn. Mình hàn cái dây mát vào chân giữa của IC rồi nha các bạn. Và chân cộng mình sẽ bẻ lên cho nó đừng có đụng nhau. Đầu vào 12V mình sẽ qua một con diode nha các bạn. Đây có vòng màu trắng của con diode, các bạn sẽ hàn vào phía con IC 7805. Nhiệm vụ của con diode là nó chỉ cho dòng điện qua một chiều thôi nha các bạn. Cho nên khi các bạn có gắn lộn cộng trừ thì nó cũng không có bị hư con IC. Và đây mình đã hàn xong rồi các bạn. Đó, nguồn vào nó sẽ qua con diode mới vào con IC nha các bạn, để nó bảo vệ cho con IC. Và bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ mình đo thử bình còn điện không nha các bạn. Rồi, bình còn đầy các bạn. Mình kẹp bình vào cục sạc và đo điện thử nha các bạn. Mình sẽ chấm que đen vào chân giữa IC nha các bạn, là chân mát đó các bạn. Rồi, que đỏ mình đo ngay chân vào bên trong IC các bạn là 12V. Còn bên trước con diode là 13V nha các bạn.
Bên chân vào của IC là 12V nha các bạn. Và chân ra là 5V nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy dây sạc của điện thoại, mình hàn vào chân mát và chân ra 5V. Đây là dây sạc điện thoại. Các bạn có thể lấy dây mới hay dây cũ cũng được nha các bạn. Ở đây mình lấy dây cũ nhưng vẫn đang xài nha các bạn. Và mình sẽ cắt bỏ khúc này, mình hàn vào đây nha các bạn. Rồi, các bạn từ từ cắt lớp bọc nhựa bên ngoài. Và trong dây cáp sạc này có 2 dây các bạn. Thường thì dây cáp sạc và cáp tín hiệu đều có 4 dây. Còn dây này là cáp sạc nên có 2 dây. Để biết dây nào cộng, dây nào trừ thì các bạn phải cắt cái dây cũ ra. Và mình cắm vào điện mình đo mình mới biết được nha các bạn. Nếu các bạn cắt dây cáp mà trong đó có 4 dây thì là 2 dây tín hiệu, 2 dây nguồn. Thường 2 dây nguồn là dây đen và dây đỏ. Nhưng để phân biệt được dây cộng trừ chính xác thì buộc mình phải đo điện theo cách này nha các bạn. Mình sẽ cắm cục sạc này vào điện. Và mình dùng đồng hồ mình sẽ đo để phân biệt dây nào cộng, dây nào trừ. Cái nguồn ra 5V này là nó đã cách ly, không giật nha các bạn. Còn nếu mà nó bị giật là nó đã bị chạm và hư rồi nha các bạn. Và cục sạc điện thoại đã lên 5V này các bạn. Vậy là bên que đỏ là cộng nha các bạn, bên que đen là trừ. Nếu đầu tiên các bạn kẹp vô mà nó lên có dấu trừ ở trên trước 5V đó các bạn, là các bạn đã để ngược kim nha. Các bạn phải đổi chiều kim lại. Đồng hồ đã lên đúng chiều thuận 5V nha các bạn. Và dây bên que đỏ là cộng và dây bên que đen là trừ. Nếu các bạn sử dụng đồng hồ kim thì cũng tương tự như vậy. Nếu các bạn đo ngược chiều kim thì cái kim nó sẽ chạy ngược về sau. Và lúc này các bạn phải đảo ngược chiều kim lại. Và dây bên que đỏ là dây cộng. Và mình đã xác định được dây trắng là cộng nha các bạn, còn dây nâu là trừ. Và bây giờ mình sẽ hàn vào nha các bạn. Dây trừ mình sẽ hàn vào chân giữa của con IC7805. Và dây cộng màu trắng mình sẽ hàn vào chân ra 5V của con IC7805. Và mình đã hàn xong. Bây giờ mình kẹp bình vào, mình đo điện ra xem nó có đúng không nha các bạn. Các bạn đặt que đen vào chân giữa IC là chân mát đó các bạn. Và đây là 12V vào các bạn. Và 5V ra. Nếu các bạn để dây như vậy sử dụng một thời gian nó lúc lắc nó sẽ đứt nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cố định nó lại, mình hàn một khúc dây đồng vào cái chân này. Và mình sẽ cuốn cái cọng dây đồng này lại các bạn, nó sẽ cố định cái bó dây của mình khi mình sử dụng nó không có bị lúc lắc.
Bộ sạc từ bình sang điện thoại xem như đã xong rồi đó các bạn. Các bạn có thể kiếm cái hộp nhựa nhỏ nhỏ đó các bạn, các bạn bỏ nó vào. Đây là bộ sạc mình vừa làm xong đây các bạn. Cũng đơn giản và dễ làm phải không các bạn? Nếu lỗ sạc của các bạn là loại khác thì các bạn dùng dây cáp sạc đó các bạn hàn vào trong cái con IC này. Và bây giờ mình sạc thử nha các bạn. Mình sạc cho điện thoại Vivo nha các bạn. Rồi, mình bấm tắt màn hình nha các bạn. Và bây giờ mình kẹp bình vào thử. Và điện thoại đã sáng lên là nó đã sạc đó các bạn. Vì cái biểu tượng sạc nó rất là nhỏ nha các bạn và nó chói nữa nên có thể là không có thấy được. Mà cái điện thoại này nó lại không có cái đèn báo các bạn, nên mình phải tắt cái màn hình và mình kẹp vào thì nó sáng lên là mình biết nó đã sạc. Và bây giờ mình sẽ thử một cái điện thoại khác cho các bạn dễ quan sát nha các bạn. Đó là cái Samsung Galaxy S7S. Chiếc điện thoại này nó có đèn thông báo nên các bạn dễ quan sát hơn. Rồi, bây giờ mình kẹp bình vào nha các bạn. Ok, vậy là sạc đã vào rồi đó các bạn. Với dòng điện thoại Samsung thì khi các bạn sạc ở trên thanh thông báo nó cũng báo là đang sạc nha các bạn. Và khi các bạn kéo xuống nó sẽ chi tiết hơn nha các bạn, là bao nhiêu phần trăm và thời gian sạc là bao nhiêu. Và khi mình tắt màn hình thì có đèn báo sạc nè các bạn. Điện thoại pin còn 58% nha các bạn. Bây giờ mình sạc thử 5 phút tới 12 giờ thử xem nha các bạn. Đúng 12 giờ rồi các bạn. Và được 62%. Và bây giờ mình sẽ vào thanh thông báo xem cho chính xác nha các bạn. Và đây 62%, còn khoảng 1 giờ 7 phút nữa sẽ sạc đầy. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn chế cục sạc từ bình sang điện thoại đã xong. Rất đơn giản và dễ làm đúng không các bạn? Ai xem cũng có thể làm được. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn xem và làm thành công nha.